Xin chào các bạn, Zisoc fan, Casio fan, yêu quý ở Belo Leto. Và ở đây thì Belo vừa mới về được 3 cái phiên bản đồng hồ nam, dây da và mặt vuông dành cho các bạn Casio fan. Thì như các bạn đã biết thì những chiếc đồng hồ Casio của chúng ta với cái mặt vuông hiện tại thì nó có vô cùng là ít mẫu, và thậm chí gần như có thể nói là chúng ta sẽ không có cái mẫu Casio nào mà mặt vuông cả. Trong khi đó thì Belo nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi của các bạn, cũng như là những cái yêu cầu đặt mua của các bạn về những cái phiên bản đồng hồ Casio nam mà mặt vuông. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái sự có thể nói là hỗ trợ bổ sung và thay thế cho những cái mẫu Casio nam mặt vuông trong thời điểm hiện tại với cái bộ sưu tập SG2205 vừa mới cập bến Belo Leto. Có thể nói thì với cái thương hiệu đồng hồ SG cũng là một thương hiệu đồng hồ chính hãng Nhật Bản như tương tự như là Casio, thì chúng ta sẽ có một cái mức giá nó vô cùng hợp lý. Kết hợp hơn với đó thì SG họ trang bị 100% những cái sản phẩm của họ thì đều được trang bị cái mặt kính sapphire, rất là được lòng các bạn Casio fan tại Belo. Và do đó thì chúng ta sẽ có thể, khi mà các bạn đang cân nhắc những cái mẫu hoặc là các bạn đang thích những cái mẫu đồng hồ mặt vuông, thì chúng ta sẽ tham khảo giúp Belo sang những cái phiên bản SG2205 này nha. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có tổng của cái phiên bản SG2205 mặt vuông này thì nó sẽ có 4 cái phiên bản phối màu cơ. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại thì Belo có về được là 3 cái phiên bản màu, đó là màu thép trắng mặt đen, chúng ta sẽ có màu thép trắng mặt trắng, và chúng ta sẽ có phiên bản cuối cùng đó là phiên bản màu thép vàng mặt đen. Thì kể cả 3 phiên bản này thì đều đã có mặt chính thức tại Belo Leto để các bạn có thể lựa chọn cũng như là chúng ta có thể đặt mua. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái bộ ba mặt vuông dây da chính hãng Nhật Bản từ thương hiệu SG, rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ có hai cái phiên bản màu thép trắng này, chúng ta sẽ có thép trắng mặt đen và thép trắng mặt trắng này. Thì ở cái phiên bản thép trắng, viền thép trắng này thì chúng ta sẽ có mức giá niêm yết của nó sẽ là 2.650.000. Đây là một mức giá để nó là rất là hợp lý cho một chiếc đồng hồ chính hãng phân phối chính thức tại Việt Nam và được bảo hành thân máy trong vòng 1 năm trên toàn quốc. Tương tự đó thì phiên bản thép trắng mặt đen của chúng ta cũng sẽ có một cái mức giá niêm yết là 2.650.000. Riêng cái phiên bản vỏ thép vàng mặt đen thì chúng ta sẽ có một cái mức giá nó cao hơn một chút cho cái việc mạ PVD màu vàng gâu rất là đẹp như thế này. Chúng ta sẽ chi ra một mức giá chênh khoảng 140.000 thôi cho cái phiên bản màu thép, vỏ thép vàng và mặt đen rất tuyệt vời như thế này. Và kích thước của SG Watch 2205 thì chúng ta sẽ có 37mm cho chiều cao này, cả phần càng này, và chúng ta sẽ có phần cả núm này, nó sẽ là 31mm. Thì với cái kích thước như thế này thì chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng khi mà Belo lên tay nha. Cổ tay của Belo, cổ tay của mình thì đang là 16cm. Thì các bạn có thể chúng ta tự đo cổ tay của chúng ta ở nhà, thì chúng ta có thể so sánh với cổ tay của các bạn. Thì ở đây chúng ta đã đeo vào. Rồi, các bạn có thể thấy là ở cái phiên bản mặt vuông này thì nó sẽ cho chúng ta một cái kiểu dáng nó rất là classic, rất là thanh lịch và rất đẹp khi lên tay. Và thực sự thì trong một cái thế giới mà những cái thiết kế mặt tròn đã phủ sóng trên thị trường đồng hồ rất là nhiều năm trở lại đây rồi, thì khi mà chúng ta đeo một cái chiếc đồng hồ mặt vuông này như thế này thì chúng ta sẽ có một cái phong cách hoài cổ rất là sang trọng và rất là khác lạ trong thời điểm hiện tại. Chúng ta sẽ cùng nhau ướm thử cả ba phiên bản màu này lên nha. Thì các bạn yêu thích cái màu nào thì các bạn hoàn toàn có thể comment hoặc là các bạn inbox cho fanpage Zisoc VN để các bạn chăm sóc khách hàng của Belo có thể phục vụ được chính xác và đầy đủ tất cả những cái yêu cầu của các bạn. Chúng ta sẽ có một cái phiên bản màu thép trắng này, mặt đen, rất là tuyệt vời và rất là dễ đeo. Các bạn có thể thấy là như cổ tay của mình đang là 16, thì khi mà mình lên tay cái phiên bản này thì có thể nói là chúng ta rất là dễ đeo. Các bạn có cổ tay nhỏ hơn một chút hoặc các bạn có cổ tay khoảng 17cm thì chúng ta cũng đều có thể đeo được. Nói chung là chúng ta sẽ có giải cổ tay đeo được cái phiên bản này, nó sẽ rơi vào khoảng 15.5 trở lên cho đến 17cm gì đó, thì chúng ta sẽ đeo rất là đẹp. Và ở cái ba cái phiên bản này thì nếu mà các bạn yêu thích một cái phong cách mà nó sáng sủa một chút thì chúng ta sẽ chọn cái phiên bản thép trắng mặt trắng này. Còn nếu mà các bạn yêu thích phối màu manly mà nó sang trọng thì các bạn có thể chọn phối màu vỏ thép trắng và mặt đen như thế này, hoặc là
các bạn muốn luxury một chút, các bạn muốn một cái phong cách nó nổi bật hơn thì các bạn có thể chọn cái phần viền thép vàng như thế này. Đó là tất cả những cái phiên bản màu này thì hoàn toàn tùy thuộc vào lựa chọn của các bạn. Các bạn thích cái phiên bản màu nào trong ba cái bộ sưu tập này thì đều có mặt tại Belo Leto để cho các bạn lựa chọn. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái mặt nó gồm có hai phần. Chúng ta sẽ có một cái vạch số La Mã này, rất là kiểu cách và rất là sang trọng. Chúng ta sẽ có một cái ô vân ở giữa với những cái vần vân ô van được cắt phát ở bốn cạnh, nó đem lại cho chúng ta những cái hiệu ứng bắt sáng khá là tuyệt vời khi mà chúng ta nghiêng mặt đồng hồ ở những cái góc độ sáng khác nhau. Chúng ta cũng sẽ thấy những cái hiệu ứng khác nhau của mặt đồng hồ nó hiện lên. Và đồng hồ thì chúng ta sẽ gồm có một cái núm xoay ở vị trí 3 giờ như thế này. Và ở trên cái núm xoay này thì nó sẽ có một cái logo, một cái icon chữ S của thương hiệu SR Watch. Và ở đây chúng ta Belo sẽ bóc cái phần lớp siêu mặt này ra để các bạn có thể chiêm ngưỡng một cách dễ hơn. Ok. Và nhiều bạn thì có thắc mắc là tại sao mà những chiếc đồng hồ SR Belo đang trên tay thì nó không chạy. Tại vì ở đây các bạn sẽ quan sát ở đây, thì ở cái phần núm này thì chúng ta đang có một cái phần nhựa này, nó chặn ở giữa để tránh chúng ta bấm cái núm này vào. Thì khi mà các bạn mua về thì các bạn bỏ cái núm này ra để chúng ta bấm cái chốt này vào thì đồng hồ nó sẽ chạy thôi. Các bạn sẽ thấy là Belo cố gắng là giữ cái sản phẩm bán đến tay các bạn một cách toàn vẹn và đồng bộ nhất. Chúng ta sẽ bỏ cái phần lớp nhựa này ra và sau đó chúng ta đóng chốt vào và đồng hồ ngay lập tức nó sẽ hoạt động bình thường cho các bạn. Rồi, chúng ta sẽ gồm có một cái ô lịch ngày ở vị trí 6 giờ, hay chúng ta hay gọi nó là lịch lộc. Và mặt kính của chúng ta sẽ là mặt kính sapphire, giúp các bạn có một cái mức độ chống chảy xước vô cùng là tuyệt vời. Và chúng ta sẽ có logo SR Watch chính hãng Nhật Bản. Và mặt nắp lưng thì chúng ta sẽ có một số những cái thông tin như là stainless steel, đồng hồ được làm bằng thép không gỉ. Đây là những cái loại thép mà chất lượng cao 36L, rất là tuyệt vời. Và đây là thép đúc. Chúng ta sẽ có sapphire crystal, mặt được làm bằng mặt kính sapphire. Và chúng ta đây là Japan Watch, đồng hồ chính hãng Nhật Bản với mã model là SG2005. Thì các bạn có thể search cái đầu mã SG2005 ở trên web belo.vn để chúng ta có thể xem được toàn bộ những cái phối màu trong cái bộ sưu tập SG2005 này. Chúng ta sẽ có water resistant 50m, tức là chống nước ở mức đi mưa rửa tay, đủ dùng cho các bạn trong cuộc sống hàng ngày. Mình xin nhắc lại là mức giá niêm yết cho cái phiên bản vỏ thép mạ vàng PVD mạ màu vàng gold này nó sẽ là 2.790.000. Chúng ta sẽ có sapphire, mặt kính sapphire chống nước mức 50m, thép không gỉ và bộ máy từ Nhật Bản Japan Movement với mã hiệu là SG2005 và phối màu là 4601 cho cái phiên bản này. Chúng ta sẽ có SG2205 đó, 4102 là cái màu thép trắng và mặt trắng này, cũng đi kèm với tất cả những cái tính năng như là mặt đá sapphire chống nước mức 50m, thân vỏ bằng thép không gỉ và chúng ta sẽ có bộ máy Japan Movement, bộ máy Nhật Bản. Tương tự với đó là chúng ta cái phiên bản màu thép trắng mặt đen cũng vậy. Và cả ba phiên bản này đã chính thức có mặt tại Belo Leto để các bạn có thể đặt mua online cũng như là các bạn đến trực tiếp Belo Leto để các bạn tham khảo. Và đặc biệt thì kể từ 20 tháng 11 này thì Belo đã chính thức hoạt động văn phòng giao dịch tại Hồ Chí Minh với địa điểm rất là đẹp, nó là Belo Lê Thánh Tôn, nằm ngay tại 231 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1. Đây sẽ là một cái địa chỉ chính thức, hoạt động chính thức của Belo tại Hồ Chí Minh, thì các bạn hoàn toàn có thể đến và chúng ta trải nghiệm và tham khảo những cái sản phẩm tại Belo Lê Thánh Tôn cũng như là Belo Lê Hé Tổ của chúng tôi. Và mọi dịch vụ đi kèm của Belo thì cũng sẽ đều được cung cấp đầy đủ tại hai địa chỉ này. Chúng ta sẽ đều được thay pin miễn phí trọn đời này, chúng ta được vệ sinh bằng sóng siêu âm. Tất cả những cái dịch vụ này thì Belo đều trang bị tại hai địa điểm này, tại Belo Lê Thánh Tôn tại Hồ Chí Minh và Belo Lê Hé Tổ. Chúng ta sẽ thay pin miễn phí trọn đời này, vệ sinh bằng sóng siêu âm, vô cùng là tuyệt vời. Và với những chiếc đồng hồ SR Watch thì chúng ta sẽ đi kèm với những cái đó là những cái hộp nó rất là đẹp như thế này, rất là phù hợp để chúng ta mua về để chúng ta sưu tập hay là chúng ta là những cái phần quà tặng cho người thân yêu và bạn bè của chúng ta. Khi mà các bạn mua những cái phiên bản SR Watch thì các bạn sẽ đều nhận được những cái chiếc hộp rất là đẹp như thế này. Chúng ta sẽ để một cách rất là trang trọng chiếc đồng hồ vào đây. Và đi kèm với đó chúng ta sẽ có một cái thẻ bảo hành của hãng nữa. Chúng ta sẽ được bảo hành 1 năm cho thân máy ở trên toàn quốc. Và các bạn có thể mang qua hãng và các bạn mang qua Belo Lê Hé Tổ để chúng ta nhận được cái chế độ chăm sóc như là bảo hành chính hãng tiêu chuẩn quốc tế tại thị trường Việt Nam.
Và ở đây Belo sẽ tặng kèm thêm cho các bạn ngoài cái thẻ bảo hành là cái thẻ thay pin miễn phí trọn đời duy nhất tại Belo Lê Thái Tổ. Các bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về đồng hồ của chúng ta khi mà hết pin. Và tuổi thọ pin của SR2205 này thì nó sẽ rơi vào khoảng 2 đến 3 năm thì chúng ta sẽ cần phải thay pin. Và thời lượng sử dụng thực tế thì chúng ta sẽ thường là chúng ta sẽ phải sử dụng khoảng 3 đến 4 năm thì chúng ta mới cần phải thay pin. Những chiếc hộp đóng gói rất là đẹp này. SR là một thương hiệu họ rất là chăm chút về hình ảnh. Chúng ta sẽ có những cái chiếc túi này và những chiếc hộp rất là tuyệt vời này. Đây rất là xứng đáng là những cái phần quà tặng dành cho người thân yêu của chúng ta trong dịp cuối năm. Một video clip thực hiện nhanh tại Belo Lê Thái Tổ với 3 cái phiên bản SR mặt vuông vừa mới cập bến Belo Lê Thái Tổ. Và Belo rất là vui khi ngay lập tức thì Belo có thể trực tiếp lên tay và show cho các bạn xem. Rồi, với tầm mức giá là khoảng hơn 2 triệu một chút cho một mức giá sale. Các bạn khi mà các bạn mua SR Watch tại Belo thì các bạn sẽ luôn luôn được sale 10% khi mà các bạn mua online. Và do đó thì mức giá của nó sẽ chỉ khoảng hơn 2 triệu một chút mà thôi. Thì đây sẽ là một cái phiên bản có thể nói là rất là tuyệt vời cho một cái phong cách đồng hồ nam này, dây da mặt vuông đang được rất là nhiều các bạn khao khát sở hữu. Rồi, và rất là mong nhận được nhiều hơn nữa là sự ủng hộ của các bạn Casio fan, Isoc fan, SR fan yêu quý của Belo. Và Belo cũng rất là mong gặp được trực tiếp các bạn tại Belo Lê Thánh Tôn ở Hồ Chí Minh hay là Belo Lê Thái Tổ ở thành phố Hà Nội xinh đẹp và thân yêu của chúng ta. Và rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn trong video clip ngày hôm nay. Và mọi thắc mắc, mọi câu hỏi thì các bạn có thể inbox cho fanpage Belo có thể hỗ trợ trực tiếp cho các bạn, hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến hotline 024-6686-9898 vô cùng thân thương và quen thuộc của Belo. Rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn và rất mong sớm gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Mình xin phép được kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.